Xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình đi ra đồng, mình gặp mấy cây điên điển, cho nên mình quay bông lại dưới cây lại cho các bạn xem. Đây là bông điên điển ha. Bông điên điển này thì mình thường là nấu canh chua với cá linh non. Có thể là mình bông điên điển này mình nấu chung với bông súng hoặc là rau muống. Cái này là có người thu hoạch rồi, bởi vì mình thấy bông hơi ít. Đây là cây nó nè các bạn, nguyên cái hàng điên điển luôn. Những cái bông này là những cái bông còn sót lại nè, người ta thu hoạch còn sót lại á. Ngày xưa lúc mình còn nhỏ thì bông điên điển là thường là nó cây nó thường nó mọc quang không à, nó mọc theo mé sông á, mọc theo mé sông rồi khi tới mùa nước lên thì là nó lớn rồi nó trổ bông, rồi người dân người ta đi hái. Còn bây giờ thì hầu như là người ta trồng luôn á, ví dụ như nó rụng hạt ở đâu thì người ta sẽ lượm cái hạt của nó, người ta gieo cho nó lên, không cần chăm sóc nữa các bạn, nó tự lên luôn. Thì tới mùa nước nổi là nó sẽ có bông. Hiện tại là mình quay ở ngoài cánh đồng nha các bạn, cánh đồng nước lên. Mình đây là trái của nó nè. Trái nó khi mà khô nó sẽ màu đen, khi trái nó già rồi nó khô rồi nó sẽ bung hạt ra, nó rớt hạt xuống rồi nó lên cây. Nhỏ mình thường hay lấy hạt của bông điên điển này nè, lấy trái của bông điên điển đó mình để vô bông ròn thấm nước rồi nó lên cây dữ lắm nha các bạn. Ở đây mình quay cái gốc cây cho các bạn xem. Đây là nguyên một hàng điên điển luôn. Cây điên điển thì nó rất là dở nha, nó không có chắc. Thân cây nó rất dở, không có chắc. Điên điển thì thân cây này người ta thường làm củi, chứ những cái người già người ta hay chặt thân cây này nè, ta làm cái nắp đậy nước mắm. Kiếm gì anh? Thì bên đó có bông nè. Đây là ông anh, ổng đi hái bông điên điển chiều về ăn với cá kho. Bên đó có đó anh. Ngoài ra điên điển ta, bông điển ta xào vẫn được ha, xào rất là ngon luôn, xào với tép ngon lắm. Và mình ăn sống vẫn được. Vô tình là có ảnh bẻ bông điển mình quay luôn. Video mình đến đây xin kết thúc nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.